Tiểu tăng chương một, Linh Tuyền ngủ lại. Linh Tuyền Trấn là đại yến vương triều chứ danh đồ sứ nơi sản sinh, mỗi ngày trời Nam Biển bắt nhập hàng khách thương không ngừng. Nơi đó ốc Trạch khế đất giá tiền cu nở dê nước lên thì thuyền lên, bất quá y nguyên ngăn không được mưu sinh người sứ khác tới đây đặt chân. Không phải sao, tại thảo trường oanh phi tháng 2 do xuân bên trong, Linh Tuyền Trấn phố bắc đường lát đá bên trên lại lái tới một chiếc xe ngựa. Linh Tuyền Trấn láng giềng bên trong, nhàn tụ một chỗ xe chỉ luồn kim bà nương nhóm nhau nhau thăm dò nhìn quanh, hiếu kỳ này phố bắc để đó không dùng thật lâu một châu ngói xanh ốc trạch lại chuyển đến hộ hạng người gì nhà xe ngựa kia tại có chút cũ cũ cổng lớn trước ngừng lại một cái thon gầy mặt đen bà tử từ xe ngựa đằng sau chuyển xuống cái tiểu xảo hoa mai băng ghê sau đó đưa tay từ trong rèm đỡ ra cái nhìn qua 18 phương hoa mặc nhạt khói sắc áo tơ nữ tử nữ tử kia chẳng biết tại sao trong tay còn chống cái leo núi dùng trúc trượng tại bà tử nâng đỡ chậm dài xuống xe ngựa đợi đến nữ tử kia sau khi xuống xe rất tự nhiên quét mắt cuối tuần bị đường phố, liền gọi người thấy rõ nàng như núi xa đen nhạt mặt mày. Nay xem xét, thật gọi người nhịn không được thầm kêu thanh ngoan ngoãn. Thế gian lại có như vậy mỹ nhan như vẽ nữ tử. Linh tuyển chấn chỗ Giang Nam, từ xưa liền thừa thãi giai nhân. Có thế vị nữ tử này kiểu diễm lại khác tại Giang Nam vùng sông nước bên trong ẩn chứa ra dịu dàng ôn nhu, mà là eo nhỏ chân dài, cao gầy xinh đẹp, nhất là đen nhánh bùi tóc tôn lên mặt mày rực rỡ. Bất quá nhìn cái kia búi tóc kiểu dáng, hẳn là đã gả làm vợ người. Mỹ nhân Mỹ thì Mỹ vậy, lại gọi người nhìn không cách nào sinh ra thân cận cảm giác. Chỉ cảm thấy xu sắc tiểu Mỹ như thế, nên là nuôi dưỡng ở ngày sau thâm cung, Ngọc Điện Kim Úc mới đúng, như thế nào lưu lạc đến bực này chợ bữa chi điện. Tham dò nhìn hồi lâu doan bà tử, đại phụ nhân kia dẫn hai cái bà tử cùng sa phu vào trong viện đi lúc, còn chưa đã ngứa, nhịn không được ngồi đối diện ở một bên bà tử nhóm nhỏ giọng nói, ta ai ra, si sống lâu như vậy, vợ ơ y ma lần thứ nhất gặp như vậy Mỹ. Phụ nhân này quan nhân cũng không biết làm cái gì, lại có bản sự cưới bực này mỹ nhân. Trương gia bà nương khinh thường mở miệng nói tiếp, còn có thể làm cái gì. Sứ khác tới này mua ốc trạch, 10 cái có 9 cái đều là buôn bán đồ sứ thương nhân, bình thường tay người người, cũng không mua nổi này trên phố chỉnh tòa nhà. Nghe nàng tiểu nói này, có cái kia đầu góc linh hoạt lập tức híp mắt lại tật lưỡi, cái kia quan nhân nếu là thương nhân, cũng là thiền cận. Kiếm lấy chút tiền, liền không biết trời cao đất rộng, cũng dám cưới như vậy mỹ phụ nhân, nếu là thường xuyên ngoại trừ kinh thương, độc lưu lại cái mỹ tiểu Nga ở nhà, này tường thấp ngắn cửa, có thế. Làm sao thủ được nha? Nàng lời này là mang theo điện cố. Linh tuyển phố Bắc thương nhân nhà rất nhiều, các nam nhân phần lớn trời Nam biển Bắc trục lợi đi xa, như nở dê cao y na y đám thương nhân lại đại thể thích nạp thiếp một ít pháo hoa nữ tử làm thiếp, này kinh thương đặt chân ở chỗ này, mang tới phần lớn cũng không phải chính thất hiền thê. Nay từng nhà, khó đảm bảo có hoàn lương về sau cu nở dê không chịu nổi tịch mịch, linh hoạt tâm nhãn. Cho nên tường này ngựa đầu đàn bên trên nhìn vừa mắt nhi, đêm mở cửa sổ, cùng bản địa phóng đặng hán riêng tư gặp sự tình cũng là nhiều lần có phát sinh. Mở ơ -e y cao y nao y che lấp tại trong màn đêm gió thổi cỏ lay, có thế khó thoát trong ngõ nhỏ các vị lưỡi dài bà tử nhóm con mắt. Vào ban ngày nhàn tụ một chỗ, xe chỉ luồn kim ở giữa, liền bù đắp nhau, nói một chút nhà mình sắt vách trong trạch viện truyền đến chuyện nhà, mập mở tư tình. Thời gian lâu, bà tử nhóm lao mắt càng thêm xảo trá, nhìn người lại ngay đâu. Ngày hôm nay mới tới Mỹ phụ nhân, nói không chừng là lai lịch thế nào. Nhìn dạng như vậy, cũng là sinh sự dễ, trêu chọc hán tử hòa thủy. Lại chỉ nhìn, linh tuyển trấn bên trong cái nào công tử phóng đãng có thế gõ mở này phố bắc ngói xanh tòa nhà cửa sau. Trong lúc nhất thời, những này bản địa hộ bà nương nhóm, lại bắt đầu thở dài thở ngắn, lên án ngoại lai thương nhân ra quyến làm hư phố bắc tập tụ, lại nhao nhao rêu rao bắt nguồn từ nhà trong trắng, nhao nhao may mắn mình nam nhân lúc trước có mắt nhìn người, cưới được hiền thê như mình, trong lúc nhất thời là trò chuyện khí thế ngất trời. Không đề cập tới láng giềng trước cửa lắm mồm chúng phụ nhân, lại nhìn này mới xây ngói xanh trong trạch viện, người mỹ phụ kia bước vào cổng lớn sau, vẫn chần chờ đến cao mày. Nay trạch viện tựa hồ chỉ có tường ngoài cùng pha tạp đại môn không có tu sửa, đại vào trong viện, lại là ao nhỏ vườn hoa, đàn mục gia sản, mọi thứ tinh xảo. Liễu Miên Đường nhịn không được lại ngẩng đầu đánh giá một lần nhà này, độc môn tiểu viện ngói xanh ốc trạch, có chút nhíu mày, chần chờ nói, quan nhân không phải trên phương diện làm ăn thâm hụt không ít bất đắc dĩ mới rời khỏi kinh thành sao tại sao lại ở chỗ này mua tốt như vậy úc trạch hán không đợi miên đường nói hết lời đứng ở